xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì sau khi mình làm cái video về cái chai của Philip Morris Cool Rose á, thì mình có edit thêm mấy cái nốt hương này nọ rồi vô. Chứ mỗi khi mình hay đưa cái điện thoại ra cho các bạn coi. Cho nên lần này á, coi như mình chịu khó mình học hỏi, tìm tòi chút xíu. Thì mình cũng coi như là bước đầu cũng coi thành công nhưng mà không có chuyên nghiệp cho lắm, thì mong các bạn thông cảm. Từ từ mình sẽ học hỏi thêm, sẽ tiến bộ thêm. Thì cảm ơn các bạn đã góp ý với mình để cho cái video của mình nó tiến bộ hơn. Thì sau đây mình sẽ review một chai nước hoa của nhà Salvatore Ferragamo có tên gọi là Signorina Misteriosa. Mình không biết phát âm đúng hay không, nếu mà sai thì bỏ qua. Ok, chai nước hoa này á, nó được ba người điều chế rồi. Người thứ nhất có tên là Sophie Labbe. Bà này bà điều chế một số chai của nhà Burgundy như Jasmine Noir hay là Splendiria gì đó. Mình không biết, có ba chai, có mùi Iris, rồi mùi Jasmine với mùi gì, hoàn như hoa hồng thì phải. Đó. Còn xong cái bà điều chế cái rất là nhiều chai của nhà Salvatore Ferragamo như cái dòng Signorina đó, rất là nhiều. Còn người thứ hai là Nicholas, người thứ ba là Juliet. Thì hai người này hợp tác điều chế một số chai như Paco Rabanne Invictus Aqua năm 2018 và chai của Salvatore Ferragamo này mình đang review cho các bạn. Cái bà Juliet á, bà còn làm một số chai của nhà Yves Saint Laurent giống như là La Nuit de l'Homme U Electric, chứ không phải là La Nuit de l'Homme phiên bản original đó. Thêm một chai nữa cũng rất là hay, đó là Tuxedo đó. Cái dòng đó là dòng Yves Saint Laurent Private Line. Nó không có giống cái dòng truyền thống của Yves Saint Laurent. Chai nước hoa này thì giá tiền của nó thì ok thôi, mà 100ml giá $112 cũng không có mắc cho lắm. Hương đầu của nó gồm các nốt hương như blackberry nè, rồi hoa cam neroli. Hương giữa của nó gồm có hoa hoại với hoa cam. Hương cuối của nó gồm có hoắc hương, mùi kem và vani. Đó, thì để mình miêu tả cho các bạn cái chai này như thế này. Nó rất là đơn giản, nó không có huyền bí giống như cái tên gọi của cái chai nó là Mysterio hay Mystery hay là bí ẩn gì. Thì nó đơn giản, nó chỉ ngọt thôi. Thì xong nó có nó được hỗ trợ bởi cái các bạn biết không, nó có mùi tông chủ đạo của nó là gì các bạn biết không? Đó là mùi kem. Mùi kem giống như là mùi kem dưỡng da, lotion vậy đó. Mấy bạn nữ xài thì mấy bạn nữ biết đúng không? Đó. Rồi nó được hỗ trợ bởi cái mùi ngọt của vani. Rồi kế đến đó là các bạn sẽ cảm thấy nó có một chút xíu giống như hoa lài, nhưng mà thực ra đó là hoa huệ. Thì hoa lài, hoa huệ thì nó cũng cái mùi hương nó cũng tương tự giống nhau thôi. Đó. Còn cái mùi hoắc hương, hoa cam neroli hay orange blossom gì thì mình không cảm nhận được. Chủ yếu là mình chỉ thấy nó ngọt này. Rồi xong nó có mùi kem giống như kem dưỡng da với hoa huệ thôi. Đó, nó rất là thanh, nó không có gắt cho lắm. Đó cũng ok. Chai này độ lưu hương của nó thì tức rất là tốt, hơn 8 tiếng. Độ tỏa hương của nó thì nó thoang thoảng thôi, nó không có xa, cho nên nó tầm khoảng một cánh tay. Thời điểm khuyên dùng á, thì các bạn nên xài vào khí hậu lạnh. Những lúc bây giờ nè, đang không khí Noel á, thì các bạn xài nó phù hợp. Đúng không? Chứ mùa hè đang nóng ở bất cái bàn sảnh này thì nó hơi ngọt. Còn dùng vào dịp gì á, thì các bạn có thể dùng bất cứ dịp gì. Đi làm, đi học, đi chơi, đi ăn uống, đi hẹn hò đều được. Tại vì cái này nó đơn giản thôi, nó giống như là cái lotion thôi. Nó không có gì đặc biệt cho lắm, cho nên không có gì mà khó xài, cứ xài lúc nào cũng được. Xịt bao nhiêu lần á, thì nếu mà mùa đông á, thì các bạn xịt 3-4 shot. Mùa hè thì các bạn xịt từ 2-3 shot là vừa, đừng có nên xịt nhiều quá. Tại nó sẽ ngọt, nó hơi nó nồng nếu mà các bạn xịt mùa hè mà nhiều quá đó. Đó. Độ tuổi khuyên dùng á, thì 18 tuổi trở lên ha. Tại vì nó rất là trẻ trung các bạn, cái này nó rất là dễ thương. Mình nghĩ mấy bạn nữ sinh, sinh viên đó xài rất là tuyệt vời. Nếu mà lớn tuổi chút xíu khoảng 30 á, thì này nó xài cũng được, nhưng mà không có hợp bằng mấy bạn dưới 30. Đó, tầm 18 tuổi, 25 tuổi, 21 tuổi xài nó dễ thương hơn. Còn 30 thì sẽ có nhiều chai hay hơn, sexy hơn, quyến rũ hơn. Này nó chỉ ngọt ngào dễ thương thôi, đó dành cho những bạn trẻ trẻ vậy đó. Tính cách á, thì phong cách như nữ tính, ngọt ngào dễ thương như nãy mình đã nói đó. Chấm điểm á, thì giá tiền của nó chấm nó 5/5, rất là rẻ tiền. Độ hấp dẫn của nó thì mình chấm nó 4/5. Tại sao mà mình không chấm nó 5/5 là tại vì cái mùi hương này á, mình thấy nó ok thôi, nó không có gì làm cho mình phải ngửi hoài. Thì ngửi trong không khí thì thấy dễ chịu vậy thôi, nhưng mà không có đến nỗi mà mình đưa cái mũi mình vô hít
không có giống như mấy cái chai như Portrait of a Lady, hoặc là như Quicksilver Mountain Water, hoặc là như cái chai như trước mặt các bạn á, Baccarat 540, không có, nó không có giống vậy. Chai này nó dễ thương, đơn giản vậy thôi, cho nên mình chỉ chấm nó 4/5. Còn độ lưu hương của nó thì 5/5, lưu hương rất là tốt. Độ đỏ hương của nó thì khoảng nửa cánh tay, cho nên mình chấm nó 3/5. Còn độ linh hoạt của nó thì 5/5, có nghĩa là các bạn có thể xài bất cứ dịp nào, đi làm, đi học, đi chơi, các bạn đều xài được. Thì tổng số điểm của chai này là 4.4/5 điểm đó. Thì hỏi mình cái chai này có đáng tiền mua hay không á, thì các bạn nên trả lời hai câu hỏi như thế này. Nếu như các bạn thích chai này, thích cái phong cách ngọt ngào, dễ thương, nữ sinh, trẻ trung, thì các bạn mua. Còn nếu mà các bạn muốn có một chai nước hoa mà nó độc đáo, có nét riêng, có phong cách riêng, thì chai này không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Tại vì cái mùi hương này nó rất là có nét giống như một số chai nước hoa ở ngoài thị trường, mà nó có tông ngọt ngọt khác, giống điển hình giống như là cái nhà, cái thương hiệu đồ lót Victoria's Secret á, thì có những chai nước hoa nó ngọt ngọt cũng tự tự giống vậy thôi. Nhưng mà Victoria's Secret thì cái mùi nó quá chất nó hơn, cái này nó nhẹ hơn, nó thanh hơn, nó sang hơn chút xíu, nhưng mà nó cũng vậy thôi, nó cũng ngọt ngọt vậy đó. Nếu mà các bạn muốn một chút độc quyền á, thì nó không có đó. Thì tóm lại á, là chai này ok, không có tệ, nhưng mà cũng không có gì gọi là làm cho mình mê mẩn đó. Nhưng mà mình nghĩ là có một số bạn thì đang xài chai này làm signature scent đó, thì nói chung là cũng tốt, chứ không có đến nỗi nào không xài được như một số chai ở ngoài thị trường đó. Thì nói chung là 4.4/5 điểm là những gì mình chấm về cái chai này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.